Xin chào các bạn học sinh khối lớp 6. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn học sinh ôn tập và thực hiện bài kiểm tra đánh giá học kỳ 1. Thời gian làm bài kiểm tra là 90 phút, hình thức kiểm tra, trắc nghiệm kết hợp tự luận. Nội dung kiểm tra cuối học kỳ 1, chúng ta sẽ giới hạn từ chủ đề 1 đến chủ đề 4. Cấu trúc đề gồm 2 phần, phần 1 đọc hiểu và phần 2 tập làm văn. Phần đọc hiểu gồm 6 điểm, trong đó trắc nghiệm 2 điểm gồm có 8 câu. Các bạn lưu ý cho cô về thể loại, nhân vật, trình tự, chủ đề, ngôi kể, lời kể, yếu tố kỳ ảo, thơ lục bát, truyện đồng thoại. Tự luận thì tiếng Việt 2 điểm, các bạn chú ý các bài tiếng Việt sau. Từ ghép, từ lấy, thành ngữ, trạng ngữ, lựa chọn từ ngữ với việc thể hiện nghĩa của văn bản, mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ. Ở phần tiếng Việt này thì chúng ta sẽ phát hiện nêu tác dụng hay là đặt câu. Về phần viết đoạn văn ngắn thì chúng ta sẽ viết từ 3 đến 5 câu, cảm nhận các chi tiết, ý nghĩa hay là nêu thông điệp bài học và gồm 2 điểm. Phần 25 mã là phần tập làm văn. Phần tập làm văn này sẽ chiếm 4 điểm. Chúng ta ôn cho cô 2 đề. Đề 1 là kể về một kỷ niệm với người thân. Đề 2 kể một kỷ niệm với thầy cô. Và các bạn lưu ý cho cô phần dàn ý. Bố cục gồm có 3 phần. Mở bài là giới thiệu được kỷ niệm với ai và nêu được cảm xúc chung. Thân bài là kể theo trình tự hợp lý. Trong đó có kết hợp tả và kể. Và các bạn nên có đối thoại ở trong bài. Và thứ ba là phần kết bài, nêu được ý nghĩa của kỷ niệm đối với bản thân mình.